gọi xe đúng không ạ? À, đúng rồi. À, cô chở tôi ra ngoài ngoại ô, tôi có tí việc. Anh ơi, bây giờ muộn rồi. À, anh đi ra ngoại ô thế tôi không nhận được đâu. Nhưng mà cái việc của tôi nó rất là gấp, cô cứ chở tôi đi đi, có gì tiền tôi trả gấp đôi cho. Từ sáng đến giờ chưa chạy được cuốc xe này, tôi liều vậy. Thôi được rồi, anh lên xe đi. Cô ơi, đến đây được rồi, cho tôi xuống. Nhưng mà anh ơi, quanh đây không nhà, không cửa, không người, sao anh lại xuống đây làm gì? Đấy không phải chủ của cô. Anh định làm gì? Tao kiện mày về ông bà, ông vải chứ còn gì nữa. Cô có điện thoại không? Tôi có. Báo công an đi. Alo. Cảm ơn anh nhá. May mà hôm nay gặp anh, nếu không thì tôi lành ít dữ nhiều rồi. Mà cô là con gái cơ mà, tại sao lại chở khách đến cái nơi xa xôi hẻo lánh như vậy? Nói thật với anh là cả ngày hôm nay tôi cũng chưa chạy được cuốc xe nào cả. Xong rồi anh ta lại bảo với tôi là anh ta sẽ trả nhiều tiền hơn, nên tôi mới đánh liều. Cứ tưởng được bữa cơm ngon, ai rẻ, tí nữa thì mất mạng. Đúng là độc ác. Tên đó đúng là, tại sao cứ nói là muốn giết người là có thể làm như vậy luôn được chứ? Vừa nãy tôi có nghe bên công an nói rồi, mà anh ấy bảo là cái tên đó là bị vấn đề về thần kinh. Hắn ta có tìm đối tượng ngẫu nhiên để mà ra tay. Nhưng mà hôm nay cũng may cho cô thật đấy, không là cô nguy to. Nhưng mà cũng coi như là trong cái rủi có cái may. May mà gặp anh nên là anh ta mới bị bắt. Chứ nếu gặp người khác ấy thì người ta cũng gặp nguy luôn rồi. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại đi bộ ở đây? Thì cả ngày hôm nay tôi cứ đi lang thang khắp mọi nơi như vậy thôi. Rồi tình cờ đến đâu chỗ đó thôi. Đi lang thang á? Đúng vậy. Hôm nay là một ngày tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi bị người thân lừa, bị họ phản bội. Tôi không có tiền, chẳng có xe, cũng chẳng có nhà. Cho nên tôi cứ đi lang thang như vậy. Rồi tình cờ gặp cô thôi. Tôi cứ tưởng là tôi là người thảm nhất rồi. Hóa ra anh còn thảm hơn tôi nữa. Xin lỗi cô nhé. Từ sáng giờ tôi chưa ăn gì cả, cho nên bụng tôi nó cứ gieo ẩm lên như thế. Anh nhắc mới nhớ, tôi cũng đang đói bụng đây. Hay là thế này đi, anh cứ qua phòng của tôi sẽ nấu cho anh cái gì đấy ngon ngon để ăn nhá. Tôi xin lỗi anh nhá, tôi định nấu cho anh cái gì ngon ngon cơ, nhưng mà ở nhà hết sạch rồi, chả có đồ gì cả, nên là anh ăn tạm mì gói, hôm khác tôi nấu món ngon hơn cho anh nhá. Không cần đâu, tôi cảm thấy món này rất ngon rồi. Đúng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ăn mì ngon như vậy. Anh cứ đùa thôi chứ, anh đã từng là giám đốc của một công ty lớn rồi, thiếu đồ ngon gì mà anh chưa được ăn. Thì đúng là món ăn ngon nào tôi cũng đã từng ăn qua rồi, nhưng mà cái lúc đó ấy, làm gì có tâm trạng để mà thưởng thức đâu. Làm giám đốc của một công ty lớn thì đồng nghĩa với việc trách nhiệm của tôi cũng rất lớn. Hàng ngày ấy, cứ phải lo nghĩ là phải chèo lái công ty thế nào, làm sao cho đi đúng hướng, ra lợi nhuận, rồi còn trả lương cho hàng ngàn nhân viên nữa chứ. Mệt đầu lắm. Anh nó cũng đúng, vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Bây giờ thì khác rồi, tôi đang sợ là sắp tới đi xin việc, chả ở đâu dám nhận tôi mất. Lại còn sắp phải trải qua cảm giác thất nghiệp dài nữa. Tại sao lại thế? Việc khác ấy thì tôi không dám nói, nhưng nếu mà anh muốn làm xe ôm thì tôi có thể dẫn anh vào việc. Tôi á? Đúng thế. Dù trước đây anh là giám đốc của một công ty, nhưng mà bây giờ anh vẫn cần công việc để nuôi sống bản thân mà. Với lại tôi thấy nghề này cũng hợp với anh mà. Bây giờ ấy, mọi người hay đặt xe ôm qua ứng dụng rồi, anh chỉ cần theo dõi là được. Mà cái này tôi chỉ cho anh rồi, anh còn nhớ không đấy? Tôi nhớ rồi. Còn nữa, làm nghề này quan trọng là anh phải biết nhiều đường tắt. Nếu như anh đi đường vòng mà xa quá với cả lâu quá là khách sẽ khiếu nại đấy. Tôi sẽ nhắn tin cho anh những thời gian mà có những đoạn đường hay bị tắc ý, anh nhớ lưu ý đấy nhá. Tôi biết rồi, không ngờ là nghề này cũng có nhiều lưu ý như vậy. Đương nhiên rồi, nghề nào ấy thì cũng sẽ có cái khó của nó. Anh cứ tưởng là ngồi lên xe máy một cái là trở thành xe ôm được luôn sao, đâu có dễ như thế đâu.
sao đấy? Anh biết họ à? Này, anh làm gì vậy? Mau ăn đi. Tôi biết rồi. Từ sáng đến giờ tôi thấy anh cứ lạ lạ ấy. Có phải là từ lúc sáng do gặp mấy người kia không? Cô gái lúc sáng tên là Linh. Cô ấy là người yêu cũ của tôi. Và khi mà tôi bị phá sản, chúng tôi vẫn chưa chia tay với nhau. Nghĩa là sau khi anh bị phá sản thì cô ta đá anh vào yêu người khác á. Vì vậy nên là anh mới không có tâm trạng à? Nếu như chỉ đơn giản như vậy thôi thì nói làm gì? Người mà sáng nay đi cùng với cô ta ấy chính là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Cái gì cơ? Cô ta và anh trai anh, hai người họ. Tôi quên vẫn chưa kể với cô. Người mà hạ tôi thành ra như vậy ấy là anh trai của tôi đấy. Cái gì? Tuy chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ thôi, nhưng mà từ trước đến giờ tôi vẫn luôn rất tin tưởng anh ấy. Ở công ty cũ ấy, tôi là tổng giám đốc, còn anh Đức là giám đốc bộ phận. Anh ta đã lợi dụng sự tin tưởng của tôi để mà làm giả giấy tờ, rồi vu oan cho tôi là ăn chặn tiền công ty. Cuối cùng thì tôi đã bị sa thải và phải đền bù một số tiền rất lớn. Tôi thành ra thế này đều là do anh ta ban tặng đấy. Ủa, cái chuyện này ý, tôi tưởng là chỉ có ở trên phim thôi, mà hóa ra lại có ngoài đời thật à? Ở ngoài đời còn có rất nhiều chuyện khác, còn kinh khủng hơn cả trên phim. Chỉ là cô chưa gặp thôi. Thế bây giờ anh tính sao? Chẳng lẽ anh cam tâm nhìn anh ta chiếm hết những thứ thuộc về anh à? Tôi không cam tâm thì làm gì được bây giờ? Lúc trước ấy, anh ta tiếp cận được tôi là vì tôi quá tin tưởng anh ta. Còn bây giờ để mà tiến gần đến anh ta, tôi cũng chẳng làm được. Thì làm gì mà kiếm được bằng chứng cơ chứ? Không có gì là không thể. Yên tâm đi, tôi đã có cách. Anh có biết hiện tại ưu thế của chúng ta là gì không? Không. Đó chính là có vỏ bọc làm xe ôm. Chỉ cần có vỏ bọc này thôi thì sẽ không có ai nghi ngờ chúng ta hết. Nhưng mà cô tính làm gì? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đầu tiên ý, chúng ta phải theo dõi họ, xem là họ có điểm yếu gì, sau đó mới biết được là chúng ta sẽ nên làm gì. Tôi hiểu rồi. Trưởng phòng Cao, thì ra hai người họ quen nhau sao? Ôi, anh làm gì đấy? Tôi giật hết cả mình. Tớ giờ nghỉ trưa rồi, thì ngươi ăn cơm thôi. Thế cô dự định làm công việc này đến bao giờ nữa? Nếu như mà không chạy xe ôm ấy, thì cô sẽ làm gì? Thực ra tôi có một ước mơ. Là gì vậy? Tôi muốn được đi bán kem. Đó là ước mơ của tôi. Cái gì? Ước mơ của cô là đi bán kem á? Sao? Anh cũng coi thường ước mơ của tôi à? Không phải đâu. Chỉ là tôi cảm thấy ước mơ của cô ấy nó dễ dàng thực hiện quá. Nó chỉ dễ dàng thực hiện với những người giàu như anh thôi. Chứ anh tưởng bán kem là dễ lắm đấy à? Đầu tiên nhá, anh phải có một chiếc xe bán kem thật là xinh đẹp. Sau đó là phải có cả vốn dự phòng nữa, để đề phòng lúc bán ế. Phải có tiền, nói chung là phải có rất nhiều tiền. Nghe cũng có lý nhỉ? Vì vậy là tôi đang rất cố gắng để kiếm tiền, để sau này về hưu có thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi theo dõi cô Linh rất là kỹ. Tôi thấy cô ta ấy cứ đi mua sắm vô tội vạ, như kiểu là trong nhà có máy in tiền vậy. Linh thì từ trước đến giờ có thói quen thích mua sắm, mà điều kiện của nhà cô ấy lại không đủ tiền để mà chu cấp cho cô ấy hơi thói quen như vậy. Ngày xưa khi mà còn yêu tôi ấy, thì tôi là người móc hầu bao chính. Thì bây giờ chia tay anh rồi thì chắc tên Đức là người cho cô ta tiền. Không thể nào. Nói thẳng ra thì Đức cũng có một thói quen là đánh bạc, mà suốt ngày thua, thành ra là suốt ngày cháy túi thôi. Nên cũng không phải có nhiều tiền mà chu cấp cho cô Linh như vậy được. Thế thì lạ thật, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Rõ ràng là có vấn đề. Lúc trước công ty tôi mất tiền, thất thoát một khoản tiền rất lớn.
mà tôi không lấy thì cũng chẳng biết là số tiền đó đi về đâu cả. Có khi là tên Đức ấy. Tên Đức chơi trò một mũi tên trúng hai đích. Vừa lấy tiền lại vừa đổ ăn cho anh. Tôi chắc chắn là số tiền đấy á đang ở trong túi anh ta. Nếu như mà anh ta chiếm đoạt số tiền đó ấy, thì chắc chắn là có bằng chứng để lại. Mà hôm nay tôi còn thấy nhá, anh Đức và trưởng phòng Cao đang nói chuyện gì đó rất mờ ám. Trưởng phòng Cao? Anh ta là ai? Anh ta là bên thuế vụ. Và tôi nghi rằng hai người này chắc chắn là có lợi ích nhóm với nhau. Ý anh là trưởng phòng Cao nhận tiền của tên Đức để giúp hắn ta? Tôi đang nghi ngờ như vậy thôi. Nhưng vấn đề là bằng chứng ở đâu? Bây giờ phải tìm bằng chứng ở đâu mới được? Tôi biết bằng chứng ở đâu rồi. Cho nên cô nói bằng chứng là mấy cái này á? Anh đừng có coi thường rác thải nhá. Rất nhiều người nghĩ là chỉ cần ném vào thùng rác thôi là có thể phi tang được. Cho nên nếu như chúng ta mang cái rác này về phân loại ra thì rất có thể sẽ tìm được manh mối. Nghe cũng có lý đấy. Nhưng mà... Tôi biết anh là thiếu gia con nhà giàu thì nào cũng ý kiến. Nên là tôi chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Này, mang vào đi rồi làm. Thế nhưng mà chúng ta không còn cách nào khác mà nhất định phải làm như vậy à? Nếm mật nằm gai thì mới là anh hùng hảo hán chứ. Mới có một chút khó khăn mà anh đã thụt lùi rồi thì làm sao mà lật ngược được ván cờ. Chẳng lẽ anh để cho anh trai mình lấy hết những thứ đáng giá thuộc về anh rồi bảo anh là kẻ bất tài sao? Cô nói rất đúng. Tôi không thể để cho anh ta hả hê như vậy mãi được. Vậy thì bắt đầu làm thôi. Ơ? Sao thế? Có vấn đề gì à? Cô không giúp tôi à? Xin lỗi anh nhá. Tôi bị dị ứng với cả rác thải nên là chắc việc này chỉ có tự mình anh làm được. Cô! Sao? Anh có ý kiến gì à? Hay là có thắc mắc gì? Không sao, mình cứ tự làm được. Không sao thì anh nhanh tay lên đi. Sắp đến giờ xe dọn rác đến rồi đấy. Anh nhìn anh có hiểu gì không? Tôi không. Không hiểu sao anh nhìn mãi thế? Thì vì không hiểu tôi mới cần phải nhìn để suy nghĩ. Thôi tôi nghĩ là anh để lúc khác thì suy nghĩ đi. Bây giờ anh nên đi tắm đi. Tôi vừa tắm vừa nãy rồi còn gì. Anh phải tắm thêm mấy lần nữa khéo nó mới hết được cái mùi rác của người anh ấy. Tôi thấy có mùi gì đâu nhỉ? Chắc là khíu rác của anh có vấn đề rồi. Tôi nghĩ ra rồi. Nghĩ ra gì? Nghĩ ra việc tại sao anh lại không ngửi thấy mùi rác à? Không, tôi tìm ra bằng chứng rồi. Thì ra là như vậy. Anh Đức, anh mua cho em cái túi này đi. Chỉ cần nốt một cái thôi là đủ rồi. Lại nữa à? Lần trước em cũng nói với anh như thế. Mà anh thấy em có mấy cái túi giống nhau y hệt chẳng khác gì. Đến bao giờ em mới biết thế nào là đủ à? Em chỉ xin anh mua mỗi một cái túi thôi. Làm gì mà anh nói nhiều thế? Mà mấy cái túi của em làm sao mà bằng một lần tiền anh bỏ vào chiếu bạc? Nói rõ nhiều. Này, anh có thua bạc thì cũng là tiền của anh, liên quan gì tới em? Tiền của anh á? Anh có chắc đấy là tiền của anh không? Em nói thế là có ý gì đấy? Em có ý gì đâu. Nhưng mà cả hai chúng ta đều biết cái tiền đấy ở đâu ra mà. Em... Nếu như mà không có em giúp anh hạ bệ thằng Toàn thì anh có được ngày hôm nay hay không? Anh đừng có quên cái việc mà anh vu cho nó cắt xén tiền của công ty nhá. Em bị điên à? Nói mẹ thôi, nhớ có người khác nghe thấy thì sao? Em không nhắc, em cứ sợ là anh quên ấy. Anh nên nhớ ấy, thành công của anh ngày hôm nay đều có sự góp sức của em. Anh định qua cầu rút ván à? Mình là người cùng chung một thuyền, làm gì có chuyện qua cầu rút ván. Thế thì tốt. À mà tiền trong tài khoản của em vừa mới hết rồi. Anh bắn vào mũi đi. Cái gì cơ? Hôm qua anh vừa mới chuyển cho em mấy chục triệu xong, bây giờ em đã tiêu hết rồi. Con gái chăm sóc nhan sắc ấy rất là tốn tiền. Cái tiền hôm qua mà anh bắn cho em tiêu hết rồi. Thôi được rồi, lát nữa anh sẽ chuyển cho em. Ôi, yêu nhất luôn ý. Giám đốc vào phòng tôi sao không có cửa à? Có chuyện lớn rồi à? Lớn là cái chuyện gì? Chơi sập à? Xin chào, anh là giám đốc Đức à?
Đúng là tôi đây. Anh là... Tôi là cán bộ cục thuế. Chúng tôi nhận được đơn tố giác anh tội trốn thuế và đưa hối lộ. Đây là quyết định đóng băng tài khoản của anh để tiến hành điều tra bước đầu. Cái gì cơ? Các người có quyền gì mà đóng băng tài khoản của tôi hả? Chúng tôi chỉ theo luật làm việc. Nếu như anh có bất kỳ thắc mắc nào thì mời anh lên cục thuế. Chúng tôi sẽ giải thích cho anh. Tôi có thể biết người tố giác là ai được không ạ? Chúng tôi phải giữ kín thông tin của người tố giác. Anh Đức, tôi khuyên anh nên hợp tác. Hôm nay trưởng phòng Cao đã bị công an đưa đi rồi. Anh yên tâm, lần này tôi hoàn toàn bị người ta hãm hại. Chứ tôi trong sạch mà, người ta không điều tra được gì đâu. Dạ dạ, anh cứ tin ở tôi ạ. Này, liên hệ với luật sư tốt nhất cho tôi. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng mà giám đốc, lại chuyện gì nữa? Hiện tại tài khoản của anh và tài khoản của công ty đã bị niêm phong rồi. Liệu chúng ta có đủ tiền để trả tiền cho luật sư không ạ? Cô bị ngốc đấy à? Chuyện này cô phải tự động não chứ sao lại hỏi tôi? Không ngờ là bây giờ anh Đức đến cả tiền trả cho luật sư cũng không còn à? Có cần tôi cho anh vay một chút không? Thằng Toàn, tại sao mày lại vào đây à? Ai cho mày vào đây? Còn đứng đấy mà nhìn à? Gọi bảo vệ tống cổ thằng này ra cho tôi. Giám đốc, anh ta mình không đuổi được đâu ạ. Cái gì? Tại sao lại không đuổi được? Cô không đuổi nó, tôi đuổi cô đấy. Bây giờ ở đây, người có khả năng bị đuổi nhất chính là anh đấy. Anh lại còn lớn tiếng quát nạt người khác sao? Này, mày đòi đuổi tao? Mày là cái thá gì mà đòi đuổi tao? Mày tưởng bây giờ mày vẫn còn là giám đốc chi nhánh này à? Xem ra là anh vẫn chưa nghe tin rồi. Thông tin gì? Alo, tôi nghe ạ. Dạ vâng, anh ấy đã đến rồi ạ. Tôi biết rồi ạ. Ai gọi đây? Dạ, bên phía tổng công ty ạ. Gọi có chuyện gì? Tổng công ty vừa mới thông báo sẽ đưa một giám đốc mới về tiếp quản chi nhánh của chúng ta. Tôi còn lù lù ở đây. Giám đốc mới về thì tôi đi đâu? Thì anh bị cắt chức. Chuyện đơn giản như vậy thôi mà không cần phải giải thích à? Và anh Toàn đây chính là giám đốc mới của chi nhánh chúng ta. Sao cơ? Tổng công ty điều một thằng từng cắt xén tiền của công ty về đây để làm giám đốc á? Hội đồng quản trị bị điên hết rồi. Cắt xén tiền công ty sao? Tại sao việc của anh làm anh lại đổ lên đầu của tôi? Mày đừng có nói vớ vẩn, tao không tin chuyện đó. Thế anh quên rồi à? Chuyện lần trước cục thuế đóng băng tài khoản của anh và ra thông báo điều tra hay sao? Và sau khi điều tra ấy thì tất cả những việc làm phạm pháp của anh đều được đưa ra ngoài ánh sáng, kể cả việc anh vu oan cho tôi. Cái gì cơ? Hội đồng quản trị cũng đã nghe được tin tức này nên quyết định phục chức cho tôi và cắt chức anh. Và cái việc cắt chức này mới chỉ là bước đầu thôi. Sắp tới anh sẽ phải đứng ra trước pháp luật và chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm đấy. Mày đừng có dọa tao, tao không tin chuyện đó. Tin hay không thì tùy anh thôi, nhưng mà sớm muộn gì anh cũng sẽ biết được kết quả. Mày... Tôi nghe nói hôm nay cô Linh lại đến tìm anh đúng không? Đúng vậy. Cô ấy đến là vì muốn quay lại với anh sao? Chuyện đó là không thể nào rồi. Cô ta ấy cũng góp phần vào việc hãm hại tôi. Cho nên lần này cô ta đến gặp tôi là muốn lợi dụng tình cảm để mà tôi làm đơn bãi nại cho cô ta. Vậy thì anh quyết định như nào? Anh có đồng ý không? Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi. Bây giờ ấy đều là người trưởng thành cả rồi, phải học cách chịu trách nhiệm cho những việc mình làm chứ. Anh làm đúng lắm. Mà thôi, mấy cái chuyện buồn ấy đừng nói nữa. Tôi có món quà tặng cô này. Quà cho tôi sao? Cô cứ mở ra xem đi. Là một chiếc xe kem. Thì lần trước cô nói với tôi ước mơ của cô là có một chiếc xe kem để bán hàng còn gì. Đúng vậy. Tôi nghĩ là sau này khi nào mà tiết kiệm đủ tiền ý, thì tôi sẽ mua một chiếc xe kem thật là xinh đẹp, sau đó đi khắp các trường đại học để bán kem. Đấy là ước mơ hồi bé của tôi đấy. Cho nên tôi đã thuê người làm cho cô một chiếc xe kem y hệt ở trong ảnh này. Và ngày mai là cô sẽ nhận được nó. Cái gì? Anh nói thật á? Anh sẽ tặng cho tôi một chiếc xe kem y như trong ảnh này à? Đúng vậy, cô có thích không? Có, tôi rất thích. Vậy là tôi đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ là phải đến tuổi về hưu tôi mới làm được cơ. Nhờ có cô
mà tôi mới vực dậy được tinh thần và có thành quả như ngày hôm nay. Vậy cho nên món quà này là xứng đáng với cô mà. À, mà cô Dương này, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy? Thực ra tôi rất thích cô. Cô có thể đồng ý làm người yêu của tôi được không? Anh nói gì vậy? Mặc dù tôi biết bây giờ nói ra vấn đề này là hơi gấp gáp, nhưng mà thời gian ở bên cạnh cô ấy khiến tôi có tình cảm với cô, và tôi rất muốn nói ra cho cô biết điều này. Cô không cần thiết phải trả lời tôi ngay đâu. Chỉ khi nào mà cô muốn tìm bạn trai ấy, thì hãy nghĩ đến tôi đầu tiên là được mà. Được rồi, tôi sẽ cân nhắc việc này.